Một người đàn ông đang đi dạo trên đường phố thì bất ngờ cả cơ thể bốc cháy dữ dội, giống hệt như là một quả cầu lửa. Nguyên nhân là gì? Cùng tụi mình vén màn ngay sau đây. Có những cái chết đột ngột và đầy bí ẩn khiến cho giới khoa học đau đầu vì không tìm ra lời giải đáp. Giống như trường hợp của người đàn ông John Nolan, 70 tuổi sau đây. Vào tháng 9 năm 2017, đang đi dạo trên đường phố London thì cơ thể của Nolan đột nhiên bốc cháy dữ dội. Người đi đường lập tức dập lửa và đưa ông tới bệnh viện. Tuy nhiên, do bỏng quá nặng, Nolan đã qua đời. Các bác sĩ lẫn giới khoa học đến nay vẫn chưa có câu trả lời về nguồn lửa tự phát, nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông đáng thương kia. Và Nolan không phải trường hợp duy nhất tự bốc cháy đâu các bạn ạ. Theo như tụi mình tìm hiểu thì cho đến thời điểm hiện tại, cả thế giới đã ghi nhận hơn 200 trường hợp con người bỗng dưng bốc cháy tới chết. Các nạn nhân thường được phát hiện đơn độc ở trong nhà, với phần đầu và thân cháy rụi, tay chân thì còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, điều đáng sợ là hiện trường nơi phát hiện ra tất cả những nạn nhân đều không hề có dấu hiệu của hỏa hoạn. Nói có sách, mách có chứng. Vào năm 1725, một chủ nhà trọ ở Paris tỉnh giấc và phát hiện vợ mình đã cháy thành tro, thi thể nằm trên tấm đệm. Cơ thể của người phụ nữ ấy đã chẳng còn gì ngoài hộp sọ, vài đốt xương sống và xương cẳng chân. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là tấm đệm chỗ nạn nhân nằm lại không hề bị cháy. Cái chết của người vợ sau đó được tuyên bố là do sự trừng phạt của Chúa. Ngay lập tức, các nhà khoa học đã vào cuộc để nghiên cứu và họ nhận thấy rằng hầu hết những nạn nhân đều mặc quần áo chứa chất dễ cháy như là sợi bông. Khi các chất béo của cơ thể tiết ra da kết hợp với quần áo thì sẽ tạo thành một nhiên liệu rất dễ cháy lúc gần lửa. Giả thuyết này có thể giải thích được tại sao chỉ có cơ thể bị cháy, vùng xung quanh xác và các chi ít bị cháy. Và cho đến tận bây giờ, các nhà khoa học vẫn luôn nỗ lực để tìm ra câu trả lời chính xác cho hiện tượng quái dị và bí ẩn kia. Tụi mình cùng đợi câu trả lời nha! Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ video thú vị nào nhé!